Xin chào mọi người, thì trong cái clip trước mà em đã giới thiệu đến mọi người là rất là nhiều các loài cây mà hợp với các mệnh kim, mệnh thủy. Thì trong cái clip hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người những cái cây mà thuộc với mệnh mộc. Và cái cây để chọn được một cái cây cảnh phù hợp với phong thủy thì mọi người cũng biết mình hợp với tuổi nào, mệnh nào mà chọn được cái cây may mắn cho chính bản thân mình sở hữu. Thì ở trong cái video hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người các loài cây phong thủy phù hợp cho những cái người mệnh mộc. Thì ở trong ông cái bài video này đầu tiên ý, thì mọi người cũng thường biết đến là người mệnh mộc ở trong ngũ hành thì từng tượng trưng ông bởi màu xanh của cây này, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và ý chí vươn lên, giống như những cái cành những cái cành cây mà đang vươn lên để đâm chồi, cố gắng để vươn lên sự sống này. Đây, ngoài ra ấy, thì người mệnh mộc còn có cái tính điềm tĩnh này, khiêm nhường, ôn hòa và ý chí kiên cường, là chỗ dựa vững chắc cho những người thân yêu trong gia đình. Vì thế những cái cây mà hợp với những người mệnh mộc này cũng có những cái đặc điểm khá là thú vị. Thì trước hết về cái cây đầu tiên là em xin giới thiệu đến mọi người, đó chính là cái cây kim ngân. Đây là cái cây kim ngân ba thân nha mọi người. Cái thân của nó là một cái loài thân gỗ khá to. Đây là một cái loài mini để bàn thôi mọi người. Thân của nó ba thân này thì tượng trưng cho phúc lộc thọ. Đó mọi người, lá của nó thì sẽ chia thành 5 phiền lá, là tượng trưng cho tiền tài, may mắn cho người chủ sở hữu nó. Cây kim ngân này thì nó có cái dáng hình nhỏ nên là khá là phù hợp để làm các loại cây để bàn cho những người mệnh mộc. Thì cái cây lá này nó xanh mướt nè, mọi người có thể phối để trong các chậu sứ hoặc là mít thêm các loài cây nhỏ mini khi trồng vào các cái chậu to để trên các cái bàn khách này, trên các cái sảnh tiếp tân ở khách sạn, hoặc là mọi người có thể trang trí trong văn phòng, đều mang lại những cái sự may mắn. Ngoài cái cảnh làm trang trí ra thì cái cây này nó còn giúp cho mọi người thanh lọc được không khí và giảm thiểu khói bụi. Màu của nó màu lá xanh mướt luôn mọi người ạ. Đấy, và cái cây này cũng khá là dễ chăm sóc, mọi người chú ý về cái phần lá của nó, mọi người nên lau lá thường xuyên để tránh bị bụi bẩn và làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây này. Tưới nước ý, thì mọi người nên tưới nước khoảng 1 tuần 3 lần, hoặc là vào mùa mưa hoặc mùa lạnh thì mọi người có thể tưới nước ít hơn. Đó. Và cái cây tiếp theo đối với những người mệnh mộc đó chính là cái cây đây, cái cây nhỏ xinh rất là đẹp, được cái trong một cái chậu sứ nhỏ như thế này. Và mọi người chắc hẳn là cũng không lạ gì với cây này rồi. Cái cây này có tên là cái cây bàn Singapore mini. Đây là một cái loài mini thôi mọi người, chỉ để giúp decor lại góc phòng, trong cái góc làm việc của mình, làm cho cái góc của bàn làm việc của mình trở nên nổi bật hơn. Và cái lá của nó ấy, thì lá của nó khá to mọi người. Ngoài ra cái loài cây này nó còn có thể to hơn, và nếu mà mọi người thích thì cũng có thể tìm các cái loài to hơn để trang trí các ban công trên các sảnh nhà hoặc là sảnh công ty, khách sạn. Loài cây này thì trong ý phong thủy nó thể hiện cho sự chịu khó, trưởng thành, chín chắn như những người mệnh mộc, nên là rất thích hợp để những người mệnh mộc trồng để làm cây cảnh hay là để bàn. Đó. Rất đẹp mọi người ạ, cái chậu nhỏ và giá thành của cây này cũng khá là rẻ thôi, phù hợp với túi tiền của mọi người. Cây tiếp theo đó chính là cái cây rất lạ luôn. Cây này là một loài cây thân thảo và nó có những cái phiến lá tỏa lên trên cao, và cái cây này nó có tên là cây cau tiểu trâm. Cây cau tiểu trâm này đang ra rất là nhiều nhánh lá non mọi người ạ. Nhìn mọi người có thể nhầm lẫn với một số cái loài như cây cau cọ vàng, nhưng mà cái cây này thì thân của nó có màu xanh xanh nhạt, còn cái cây cau vàng kia thì nó sẽ có cái thân màu vàng. À, rất là dễ nhận biết. Cây cao tiểu trâm này ý, thì nó có tác dụng giúp loại bỏ khí hại trong phòng, và còn có những lợi ích phong thủy rất là tốt đẹp cho những người mệnh mộc. Những người mệnh mộc mà trồng cái cây này sẽ đem lại rất là nhiều sự may mắn, tiền tài.
công danh trong sự nghiệp này. Ngoài ra cây này mọi người cũng có thể mua về để tặng cho những người thân yêu, hoặc là tặng vào các cái dịp tân gia, hay là tặng cho bạn bè, đều có cái ý nghĩa rất là đẹp. Mọi người cũng có thể thay chậu tùy hợp vào cái mệnh và tuổi của mình, có thể thay vào các cái chậu trắng đối với những người mệnh kim, mà những người mệnh mộc thì mọi người có thể thay vào cái chậu xanh, chậu nâu, hoặc là đối với những người mệnh thủy thì có thể thay vào những cái chậu màu xanh dương ạ. Đó, nó cái chiều cao của cây này thì nó chỉ khoảng từ 25 cho đến 40 cm thôi mọi người, tùy vào size cây. Và mọi người có thể mua về để trang trí trên các cái bàn làm việc của mình. Cây tiếp theo không thể thiếu đối với những người mệnh mộc đó chính là cái cây ngũ gia bì. Cây ngũ gia bì, cây này thì rất là thân thuộc đối với mọi người rồi. Cái cây này về thì đây là cái cây đang trồng ở dạng thủy canh nha mọi người. Cây này cũng có thể trồng được đất, và trồng thủy canh thì cái cây này thân cao của nó khoảng từ 15 cho đến 20 cm. Mà này cũng rất là dễ chăm mọi người. Cái về đối với thủy canh như thế này thì mọi người khoảng 1 tuần mọi người thay nước 1 lần, và thường xuyên nếu mà cây hết nước thì mọi người nên để đổ thêm nước đối với cái mực như thế này để cho cây có thể phát triển một cách tốt nhất. Cái cây này ý, thì ngoài làm cái vật trang trí ra ý, nó còn có tác dụng đó là làm thuốc này, xua đuổi các loài côn trùng độc hại này. Thì về ý nghĩa phong thủy nó sẽ rất là tốt cho những người mệnh mộc. Cây ngũ gia bì này giúp xua đuổi các côn trùng, đem đến lợi ích về sức khỏe, mang lại không gian thoải mái, thư giãn này. Đó, tán lá của nó thì lá của nó sẽ chia thành nhiều nhánh lá nhỏ, từ khoảng là có thể chia thành 5 phiến hoặc là 6 phiến, có ở đây thì nó chia thành 8 phiến lá nha mọi người. Nhìn lá của nó giống như những cái bông hoa nhỏ rất là đẹp. Cái cây tiếp theo đồ cũng không thể thiếu được. Cái cây này hẳn là không có gì xa lạ đối với mọi người rồi. Với những cái tán lá màu xanh và lúc nào cũng tươi tốt và bắt mắt như thế này thì cái cây này có tên là cây trầu bà xanh nha mọi người. Cây trầu bà này thì cực nhiều giống loài, có cả trầu bà vàng, trầu bà cẩm thạch hay là các cái trầu bà đế vương. Thì ở đây em đang cầm trên tay đó chính là cái cây trầu bà xanh. Ngoài ra còn có cái trầu bà vàng, nó sẽ khác về màu sắc nhưng mà hầu như là giống nhau về cái phần hình thức như thế này. Và cái cây này nó là một loài dạng thân thảo. Và cây này nếu mà mọi người trồng ở chậu treo thì nó cũng có thể neo dây được, và chỉ có thể trang trí ở ban công. Còn đối với cái loài trầu bà xanh này thì nó được trồng trong một cái chậu nhỏ như thế này. Mọi người có thể trang trí giúp cho căn phòng trở nên tươi mát và nhìn có nổi bật trong cái văn phòng của mình. Cây trầu bà xanh này ý, thì giúp đem lại những cái điểm lành này, rồi giúp cho ngôi nhà của bạn trở nên có nhiều vượng khí này. Ngoài ra ý, cây này còn có thể được giúp để loại bỏ các cái khói bụi độc hại này và ô nhiễm trong không khí, giúp cho gia đình của bạn có một cái không khí tươi mát và mới mẻ, xanh tươi hơn. Và cái cây này ý, cái cây trầu bà này giá thành của nó cũng cực kỳ rẻ đối với một cái cây nhỏ và đẹp như thế này, thì giá của nó cũng cực kỳ phải chăng, cũng dao động từ khoảng 100 cho đến 200.000 đối với cái cây như thế này, tùy vào size cây nha mọi người. Lá của nó xanh mướt và có cái hình bầu dài nhọn như thế này, lá bóng luôn mọi người ạ, cực kỳ đẹp. Thì trên đây là tất cả những cái cây mà em giới thiệu đến mọi người về những người hợp với mệnh mộc nha mọi người. Thì mọi người nếu thích thì hãy liên hệ ngay qua showroom cây đời tại 39 Trần Bến Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì nó ở ngay đối diện phường Mai Dịch, thì mọi người có thể qua đây trực tiếp để có thể khám phá thêm một số loại cây đẹp. Ngoài ra mọi người mua thêm theo combo ấy, thì sẽ được rất là nhiều quà tặng, đặc biệt có thể là mọi người sẽ được khắc tên lên chậu. Họ này có thể được những cái phần quà đặc biệt. Ngoài ra mua nhiều thì mọi người còn có thể được rất là nhiều ưu đãi đặc biệt bên showroom của em. Thì mọi người thích thì hãy qua liền ngay để nhận được nhiều ưu đãi nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye mọi người.